mình xin giới thiệu đây là những chú ở quê mình gọi là chồn lông nhung hay là còn gọi là chuột khoang. Thì các bác có thể thấy là nó có rất nhiều các loại màu. Màu ở đây thì các bạn thấy là có cả màu đen pha với màu trắng, rồi màu vàng cà phê, rồi màu trắng đen vàng, rồi kể cả có những con đen tuyền hay là những con trắng tinh. Thì đây là cái giống này là nó không cắn, không có đuôi, và đặc tính của nó là nó ăn ăn cỏ, có thể là cỏ voi hoặc là cỏ cắt ở ngoài bờ ruộng hoặc là rau sắn, nói chung là hàng lá hàng rau nó ăn rất là ok, rau lang rau muống nó ăn được hết. Có một điều là các bạn nuôi cái loại này thì các bạn không bao giờ phải cho uống nước cả. Đấy, nó không uống nước bao giờ cả. Và đừng bao giờ cho nó uống nước, máng nước ở trong cả. Đấy, loại này là nó không ưa ẩm ướt. Đấy, tóm lại là các bạn hình như là nó đái liên tục, đái suốt ngày. Đấy, nó không hiểu là nó kiểu gì nhưng mà nó rất thích ăn cỏ. Thì trong cỏ nó có nước thật. Thì các bạn nếu như các bạn nuôi con này thì các bạn nên làm theo kiểu như kiểu lồng thỏ ấy. Nó có sàn thì phân với lại nước đá nó sẽ rơi xuống cái máng hoặc là cái khay, nó sẽ chảy đi và nó sẽ tiêu hủy ở dưới đất, thì nó sẽ các bạn sẽ không phải dọn. Còn thực ra nếu như các bạn nuôi ở quê mình có những cái vô cái ô nó như là cái tận dụng cái chuồng gà hoặc là cái ô chuồng lợn khoảng vài mét vuông, các bạn nuôi cũng được, nhưng mà nhớ là không được để nước mưa nó hắt vào. Đấy. Ngoài ra nếu như các bạn mà có cám gà rồi bột gạo cám các thứ là nó cũng ăn rất tốt. Đấy. Cái giá trị của nó thì một số bạn là nuôi theo kiểu là để làm sinh vật cảnh. Đấy, trông có những con nó khoang đủ các loại màu luôn. Đấy, như con đen đen ở góc bên phải kia là mình thấy là nó đầu này sọc vàng này, má đen này, mông thì màu cà phê rồi cả màu trắng ở phần sườn. Mình thấy là cái màu trắng đen nó rất là đẹp, hoặc là trắng đen vàng, trắng đen cà phê. Đấy, thì các bạn thấy là loại này thì mỗi một đứa thì nó đẻ khoảng được khoảng 4 đến 6 con, ví dụ thế. Và nó cũng rất là dễ nuôi. Nó nuôi ở chỗ là nó có thể là sinh sống bầy đàn tập thể rất lớn. Trông thế thôi nhưng mà nó chạy hỗn loạn thế thôi, nhưng mà đến lúc nào cần cho bú hoặc là bảo vệ con, u con ấy, thì là bố mẹ nào vào con đấy, con nào vào bố mẹ đấy, nó có hơi của nó. Đấy. Và có thể là tỷ lệ một con đực có thể là đạt được rất nhiều con mái, nghĩa là một ông chồng có thể là bò được rất nhiều bà vợ. Cái tỷ lệ đực thì thường tham khảo các bạn, nếu mà các bạn nuôi đạt để là ok thì các bạn nuôi có thể là tỷ lệ 1:5 đến 1:7. Đấy, một đực 5 đến 7 con mái. Nếu như các bạn không có đực thì các bạn có thể để đến 10 con không sao. Thế nhưng mà để mà nó đảm bảo nhiều yếu tố khác, hoặc là các bạn có thể kiểm chứng để các bạn thấy là tỷ lệ nó. Loại này thì được cái là nó không cắn nhau, không đánh nhau. Con to nó không cắn con bé. Đấy. Và nó sống rất là bảo vệ, bầy đàn với nhau. Và chúng nếu như các bạn mà làm những cái diện tích rộng của các bạn nuôi thì nó đơn giản thôi. Nó chỉ là những cái ngọn cỏ. Hoặc là đến... Và cái những cái con mà trưởng thành mà to thì có thể là nó lên đến 3-4 nặng. Đấy, có con 5 nặng. Nhưng mà thường là 4-5 nặng là cũng có, hoặc là hơn một chút. Đấy, nhưng mà nếu mà mình ở quê mình cũng tưởng tượng là có những con chuột cống rất là to đi, thì đấy là nó sẽ kích thước, nó sẽ tương đương những con chuột cống. Cái thịt của nó thì rất là thơm. Cái thịt của nó thì có thể là ngon hơn cả thịt chuột luôn. Đấy. Tại vì cái loại này nó hay ở chỗ là nó chỉ ăn cái cỏ và nó ăn ngũ cốc. Còn con chuột kia thì nó ăn chi hình thành, nó có thể là chạy xuống những cái chỗ
Nó có thể là những cái chỗ nó không được sạch sẽ lắm, nhưng mà loại này thì nó chỉ ăn cỏ thôi. Đấy các bạn nhìn thấy nó ăn cỏ voi và ăn những cái rau sắn, rồi tóm lại nó ăn rau cỏ là rất nhiều, nhưng mà nó các bạn không nên để nó ướt lâu. Đấy, màu nó rất là đẹp. Thì qua clip này thì ở tại quê hương chúng tôi là có rất nhiều những bà con là nuôi với cái đàn tầm 3 đến 50 con, và tôi thì cũng có cái kênh này thì tôi cũng đăng cái video này lên. Một là cái thể hiện cái hình ảnh minh họa để cho các bạn biết cái màu sắc dáng dấp và cái tập tính của nó như vậy. Hai là cũng để truyền đạt cái thông tin đến cho những cái bạn nào muốn tò mò hoặc là bạn nào muốn nuôi với quy mô lớn. Mình cũng không hiểu là cái loại này nó có giống như cái loại chuột bạch trắng tinh hay không để người ta làm thí nghiệm mình không biết, nhưng mà với mình thì con chuột này thì có một số thông tin nhà hàng mà anh em cũng nói là người ta có thể là thay thế vào như kiểu là thịt rúi đấy, chứ không phải không, bởi vì cái thịt của nó nếu như các bạn nấu om riềng, nấu theo kiểu cầy hoặc là nấu đấy rất là ngon, bởi vì nó cái thịt của nó rất là lở đấy, mà thơm thịt. Ngoài ra thì các bạn thấy là nó rất là đẹp, trông nó cũng rất là đáng yêu đấy. Thì mình xin để lại cái số điện thoại, một phần là cũng để cung cấp cái thương phẩm cũng như là cái con giống cho các bác xem cái những cái video này. Là số điện thoại để các bạn đấy là 0989 177 982 hoặc là 033 5305 982. Thì cái này thì quá trình vận chuyển thì mình cho nó vào một cái lồng sắt kín đáo, và mình chuẩn bị cái khoảng một 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 lượng cỏ đấy, mình bảo xếp vào cái đáy cái lồng đấy thì nó có thể đi được khoảng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày đấy. Và mình sẽ lấy cái ni lông hoặc là lấy cái khay mình quấn vòng quanh cái khay lồng đó, thì cái nước đáy của nó sẽ hứng trọn đáy ở cái đáy lồng luôn, và nó có sàn, nên ra là mình quấn kín vào thì mình gửi qua qua nhà xe ô tô thì thực ra nó cũng không có vấn đề gì về mất vệ sinh cả. Mà bản thân con chuột nếu như các bạn cẩn thận, các bạn có thể cho một ít cỏ hoặc là một ít củ quả mát mát ở đấy, nghĩa là cho nó không bị khát nước đấy. Thì mình thì mình đã chuyển cho các bạn ở các tỉnh miền Bắc miền Trung rồi, thì mình chưa chuyển đi miền Nam bao giờ cả đấy. Nhưng mà nếu như các bạn muốn chuyển đi xa thì đương nhiên là nó sẽ chi phí như tiền cước thôi, còn thực ra cái này thì nó cũng đơn giản. Nếu như mà đi trên đường khoảng 2 ngày thì mình để một cái lồng rộng mà với cái lượng cỏ nhất định nó vẫn sống bình thường, không vấn đề cả đấy. Vấn đề nó chỉ tăng thêm chi phí thôi. Thì ở đây thì thuộc xã Vân Hòa thì có rất nhiều các bác, các dì, các chị, các anh em, cứ mỗi hộ là đều gây nuôi một ít đấy. Có những hộ nuôi đến 200-300 con, có những hộ nuôi 50-70 con, thì cái lượng con để cho phục vụ cho các bác là cũng thoải mái đấy. Hy vọng rằng là qua cái clip này sẽ truyền tải đến những cái thông tin chính thống để cho các bác tìm hiểu cái thông tin, tra cứu thông tin và tìm cái nguồn con giống nó đảm bảo đấy. Cái này thì mình có cái kênh chim cu gáy thì nó cũng được như rất là nhiều anh em quan tâm. Bây giờ cái chủ đề về nông nghiệp, về con giống thì cũng rất là nhiều. Dân ra mình cũng một phần là cũng giúp cho các bà con ở tại nơi đây là sẽ có cái thương hiệu để bán được cái con này đến tận tay người nuôi giống và nuôi thịt, và giá trị thương phẩm. Hai phần là bản thân nhà mình và anh em người thân cũng nuôi cái loại này, nên là cái ekip chuyển đi thì cũng đơn giản thôi, cũng coi như là mình chuyển chim với chuyển đà điểu con giống thôi. Thì các bác cứ alo rồi giao dịch qua điện thoại, thống nhất về địa chỉ, thống nhất về giá tiền cước vận chuyển, thì bên chúng mình sẽ gửi qua cái nhà xe. Hiện bây giờ có văn phòng đại diện ở bến xe miền Đông và văn phòng đại diện ở bến xe Mỹ Đình. Đương nhiên là về các tỉnh như Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai rồi Lạng Sơn, Sơn La đều là những cái tỉnh mà rất là thuận tiện trong việc chuyển từ từ trung tâm Hà Nội, từ bến xe nước ngầm, từ bến xe Yên Nghĩa, từ bến xe Giáp Bát, Gia Lâm và thậm chí là bến xe Mỹ Đình, đều có những cái
những cái nhà xe quen, thì hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh và luôn luôn có những cái cây giống mới, con giống mới. Đặc biệt là tại quê hương Ba Vì thì có con bò sữa, con đà điểu, con chuột khoang và những cái sản phẩm như cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh dùng cho bón hoa, bón cây cảnh, cây quý, rồi những cái sản phẩm từ quê hương Ba Vì. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và theo dõi kênh. Thân ái chào tạm biệt. Hy vọng rằng bạn sẽ quan tâm đến cái số là 0335305982 hoặc là 0989177982.